Chào cả nhà, hôm nay thì Kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái kết quả hiệp một trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan gặp đội tuyển Trinidad and Tobago trong khuôn khổ là trận tranh hạng 3 King Cup năm 2022 diễn ra tại đất Thái Lan, một cái giải đấu là họ đã tổ chức rất là nhiều năm trở lại đây rồi. Và thật sự là đây là một cái mùa giải tiếp tục Thái Lan họ nhận thất bại và họ phải buộc phải chơi cái trận tranh hạng 3 với lại là Trinidad và Tobago. Đây là một cái giải mang tính chất giao hữu, nhưng mà có một cái FIFA họ công nhận đây là một cái giải đấu giao hữu nhưng mà thuộc dạng hạng A, cho nên là khi những cái trận thắng hoặc giả là cái chức vô địch ở tại giải đấu này được cộng điểm rất là nhiều. Điển hình đó chính là Malaysia, họ đã được cộng rất là nhiều điểm nha quý vị. Và trận đấu này là một cái trận đấu mà Thái Lan họ gỡ gạt cái danh dự và gỡ gạt cái danh dự cho Monopoly, huấn luyện viên trưởng của họ. Và kết thúc hiệp 1 thì Thái Lan đã tạm thời vươn lên dẫn trước ở phút thứ 21. Một cái pha bóng mà đó chính là cái sai lầm của hàng phòng thủ. Một cái hậu vệ của Trinidad và Tobago đã chuyền bóng về cho thủ môn và buộc thủ môn này phải có một cái pha với bóng và chuyền bóng thẳng vào chân của bên phía tiền đạo bên phía của Thái Lan, và tiền đạo bên phía Thái Lan đã không bỏ qua một cái cơ hội 10-10 ngon ăn đến như vậy, sút bóng vào cái lưới trống mà thủ môn này đã chuyền cho cái tiền đạo của bên phía Thái Lan và mở tỷ số cho Thái Lan ở ngay ở phút thứ 21. Và sau cái tình huống đó thì Thái Lan và Trinidad và Tobago đã không có tạo ra được nhiều cái cơ hội nó gọi là nguy hiểm về nhau, và cái kết thúc hiệp 1 thì tỷ số tạm thời nghiêng về đội tuyển Thái Lan với tỷ số là 1-0. Và bây giờ Thai TV cũng xin gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn cái dự đoán diễn biến của trận đấu hiệp 1 trận đấu này nha. Ở phút thứ nhất thì trận đấu bắt đầu, tới phút thứ tư thì Thái Lan họ nhập cuộc rất là tự tin. Tới phút thứ 8 thì Thái Lan được hưởng quả phạt góc đầu tiên, nhưng mà tình huống đó họ thực hiện không có gì nguy hiểm. Tới phút thứ 12 thì Brom CK phút sút cực căng đến khung thành của thủ môn Trinidad, nhưng bóng đi lệch khung thành. Tới phút thứ 22 thì từ một cái pha bóng hớ hên của hàng phòng ngự Trinidad and Tobago thì Pro-CK đã kịp thời xuất hiện đệm bóng ghi bàn thắng cho đội tuyển Thái Lan. Tới phút thứ 24 thì hai cầu thủ bên phía Trinidad and Tobago có pha phối hợp nguy hiểm trong vòng cấm của đội tuyển Thái Lan. Rất may là thủ môn Tiên Phong đã đỡ bóng được. Tới phút thứ 32 thì Thái Lan có pha phản công nhanh nhưng trọng tài đã thổi còi việt vị đối với lại là Suphathan. Tới phút thứ 36 thì các cầu thủ Trinidad có nhiều cơ hội nguy hiểm trong vòng cấm của đội tuyển Thái Lan nhưng vẫn chưa có bàn thắng được thủ thành của Thái Lan là Kipong đã phá bóng ra ngoài. Và cái tình huống đó cũng chính là cái tình huống cuối cùng mà cả hai đội tạo ra. Tới phút thứ 45 cộng 1 thì hiệp 1 kết thúc, và hiện tại bây giờ Thái Lan tạm thời dẫn trước Trinidad and Tobago với tỷ số là 1-0. Và đây là một cái tỷ số cũng phản ánh đúng cái cục diện của trận đấu, khi mà Thái Lan họ chơi chủ động hơn và họ có được cái thế trận tốt hơn so với lại là đội khách. Đội khách họ đã từng tham dự World Cup vào năm 2006, nhưng mà từ cái lúc đó, cái thời vàng son của họ đó, thì sau này thì họ đã một loạt những cái cầu thủ sản sinh sau này không có tài năng nữa và họ đã đi xuống một cái cách mà nói chung là không ai ngờ tới. Và hiện tại bây giờ Trinidad họ đứng thứ 101 trên bảng xếp hạng FIFA, còn Thái Lan thì họ đứng thứ 111 và họ vẫn thua Trinidad với lại là 10 bậc trên bảng xếp hạng FIFA nha quý vị. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin về cái thông tin về đội tuyển Việt Nam nha quý vị. Về Futsal Việt Nam, đấu đội tuyển Việt Nam ở giải châu Á thì Nhật Bản gọi 3 sao nhập tịch Brazil. Đội tuyển Futsal Nhật Bản đã công bố cái danh sách 14 cầu thủ tham dự vòng chung kết Futsal châu Á năm 2022, trong đó có 3 cầu thủ nhập tịch. Ở vòng chung kết Futsal châu Á năm 2022, đội tuyển Futsal Việt Nam nằm ở bảng D cùng với 3 đối thủ đó là Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, trong đó đội tuyển Futsal Nhật Bản đang được đánh giá là một trong những cái ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch
khi được triệu tập trong đội hình tham dự giải với nhiều cái tên chất lượng. Trong đó số 14 cầu thủ được triệu tập lên tuyển Futsal Nhật Bản thì đáng chú ý nhất là ba cái tên nhập tịch gồm có thủ môn Hugo Perez và Figo Oliveira và Ala Vinicius. Đây đều là những cái cầu thủ gốc Brazil đã nhiều năm thi đấu tại Nhật Bản, và Perez lẫn Altu còn từng có lần tham dự World Cup 2021. Ngoài ra đội tuyển Futsal Nhật Bản cũng sở hữu những cái cầu thủ như là Kororo hay là Harara đang chơi cho Barcelona B hay là những cái đội bóng hàng đầu của châu Âu. Cầu thủ từng khoác áo câu lạc bộ Thái Sơn Nam của Việt Nam, mục tiêu của đội tuyển Futsal Nhật Bản đương nhiên là giành chức vô địch sau lần gần nhất lên ngôi ở năm 2014. Hiện tại đội tuyển Futsal Nhật Bản đang xếp thứ 14 thế giới và thứ 2 châu Á để chuẩn bị cho vòng chung kết Futsal châu Á năm 2024. Thì đội tuyển Futsal Nhật Bản mới có trận giao hữu với đội tuyển Brazil và nhận thất bại nặng nề với tỷ số là 1-5 và có chuyến tập huấn ở Bahrain trước khi lên đường sang Kuwait dự giải. Về phía đội tuyển Futsal Việt Nam thì tân huấn luyện viên của đội tuyển Futsal Việt Nam đó chính là Gustoji Diego Raul cũng đã chốt danh sách 14 cầu thủ tham dự vòng chung kết Futsal châu Á năm 2022 với hầu hết những cái tên khá quen thuộc. Ngoài ra huấn luyện viên người Argentina cũng bổ sung thêm hai cái tên cầu thủ dự phòng là thủ thành Phạm Văn Tú và Ala Lâm Tấn Phát. Áp lực thành tích là không quá lớn khi vòng chung kết Futsal châu Á năm 2022 chưa phải là vòng loại cho vòng chung kết World Cup Futsal 2024. Tối ngày 24 tháng 9, đội tuyển Futsal cũng đã đáp chuyến bay từ Tân Sơn Nhất sang Kuwait để tham dự vòng chung kết châu Á. Theo lịch thi đấu thì thầy trò của huấn luyện viên Gustoji Diego Raul sẽ lần lượt gặp các cái đội Hàn Quốc vào ngày 28 tháng 9, Ả Rập Xê Út vào ngày 30 tháng 9 trước khi chạm trán với lại là đội tuyển Futsal Nhật Bản vào ngày 2 tháng 10. Đó chính là những cái chia sẻ của Thai TV trong cái video ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thương Thai TV thì hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một lượt đăng ký kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hát livestream thì hãy liên hệ với Thái Hải TV qua số điện thoại 0939 732 349 hoặc giả là kết bạn Zalo cũng là cái số đó luôn để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị và các bạn khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thái Hải TV trong thời gian vừa qua nha quý vị. Và bây giờ thì Thái Hải TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn hãy cùng Thái Hải TV đến với những cái tin tức mới nhất trong cái trận đấu của hiệp 2, trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan gặp đội tuyển Trinidad và Tobago nha quý vị. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.